bấm nghe nhẹ nha. Chào anh em nhé, giới thiệu anh em một con cưa Makita M230T này, siêu nhỏ nhẹ của Nhật, cân nặng 2,5 kg nha anh em. Sở hữu cây lam Latin, làm điêu khắc phần cắt được 20, xích chuột 1/4, làm điêu khắc làm xịn của hãng luôn Makita luôn nhé. Đầu Latin khá đẹp nha. Hệ thống khởi động của máy thì gặp trợ lực, có buôn xăng phụ, le tự động, gạt lên đây em chuyển bóp phát vật về ha. Rồi công tắc tắt mở máy, tay thắng hất lên phía trước là thắng xích lại ha. Bên này là chứa nhiên liệu nên là chứa nước thải, buji nằm đây, buji lọc gió nằm dưới đây ha. Hệ thống giảm rung của máy thì được bằng cao su ha, rất là êm ái, anh em cầm nó rất là chắc tay và cực kỳ ấy. Máy này thì cực kỳ nhẹ nổ mà siêu nhỏ nhẹ ha, kéo nhẹ là đủ thôi. Anh em có nào nhu cầu chốt thì liên hệ hotline số điện thoại 0974644973. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.